Chúng ta hãy làm phép tính 9,57 trừ đi 8,09. Các bạn hãy tạm dừng video này và thử tự giải phép tính này trước. Sau đó, chúng ta sẽ thực hiện các bước cùng nhau. Bây giờ, chúng ta sẽ đặt phép trừ theo cột dọc. Các bạn nhớ đặt các số thập phân sao cho thẳng hàng nhé. Tiếp theo, ta bắt đầu thực hiện phép trừ. Chúng ta cần lấy 7 ở hàng phần trăm trừ đi 9 ở hàng phần trăm. Vì giá trị hàng phần trăm của số bị trừ không đủ, nên chúng ta phải vay từ hàng phần 10 để hàng phần trăm của số bị trừ lớn hơn số trừ. Ở hàng phần 10, chúng ta có 5 trừ đi không, vậy giá trị hàng phần 10 của số bị trừ đã đủ. Chúng ta vay một ở hàng phần 10, nên hàng phần 10 của số bị trừ còn lại 4. Sau khi vay một từ hàng phần 10, chúng ta có 10 ở hàng phần trăm, cộng với 7% trước đó, ta có 17%. phần 17 trừ 9 bằng 8, viết 8. 4 chứ bằng 4, viết 4. 9 chứ 8 bằng 1, viết 1. Vậy kết quả của phép trừ này là 1,48.